Rồi con này là con Samsung S2 Classic ha. Con này dòng smartwatch, điện thoại thông minh, hàng đã qua sử dụng, hàng bãi á. Đã qua sử dụng rồi, ngoại hình thì mới len keng luôn, nó còn như mới á. Thì con này là nếu mà check trên mạng thì thấy nó like cái dây rồi. Cái dây này người ta thay dây kim loại rồi, chứ đúng nghe nó dây da. Ha, anh em check cái model nó đi nè. Gear Samsung Gear S2 Classic. Rồi con này thì mình để giá 2 triệu ha.